Bạn không có thời gian đi chợ nhiều, bạn không có thời gian rã đông thực phẩm. Hãy mua ngay chiếc tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NRBC369QKV2. Bây giờ thì các bạn hãy cùng Tú khám phá những ưu điểm khiến chiếc tủ lạnh này trở thành một trong những sản phẩm bán chạy tại Điện Máy Xanh nhé. Điểm cộng đầu tiên cho chiếc tủ lạnh này chính là thiết kế vô cùng sang trọng, ra mắt vào năm 2018. Màu đen là màu chủ đạo, riêng cửa tủ là màu đen bóng ánh nhũ bắt sáng lấp lánh. Phần tay cầm ẩn nhưng mà không ảnh hưởng đến việc đóng mở cửa. Ngang khoảng 60cm, chiều cao lên đến 178cm, đi cùng với sức chứa 322 lít sẽ phù hợp với những gia đình tầm 5 đến 7 người. Điểm cộng thứ hai mà Cổng Tú muốn bật mí với các bạn đó là chiếc tủ lạnh Panasonic này cực kỳ tiết kiệm điện năng nhờ vào sự kết hợp khéo léo giữa công nghệ Econavi và Inverter. Ví dụ như là ở nhà, các bạn hay mở cửa tủ vào ban đêm bởi vì ban ngày chúng ta đi làm, thì công nghệ Econavi sẽ ghi nhận những cái thông tin này, sau đó là dựa vào nhiệt độ bên trong và bên ngoài, điều chỉnh nhiệt độ bên trong tủ lạnh cho phù hợp và nhờ đó mà tiết kiệm điện năng cho cả gia đình. Chính vì vậy mà chiếc tủ lạnh này được cấp tem năng lượng 5 sao dán ở phía trên đây. Theo tôi biết thì ngăn lạnh là ngăn mà chúng ta mở nhiều nhất trong quá trình sử dụng tủ lạnh. Bởi vì ngăn này có chứa nước để chúng ta uống nè, rồi rau củ để nấu ăn hay là những cái thực phẩm khác như là bánh kẹo trái cây. Tuy nhiên, nếu như mà cứ phải cúi xuống như thế này để lấy thực phẩm thì sẽ rất là bất tiện. Đặc biệt nhà có người lớn tuổi như là ông bà của chúng ta thì sẽ không tránh khỏi tình trạng là bị đau lưng. Và hiểu được điều đó, cho nên là Panasonic đã chuyển ngăn lạnh lên trên như thế này. Đặc biệt là khi mở cửa tủ ra thì chúng ta sẽ thấy là có đèn LED sáng ở phía bên này để chúng ta dễ dàng lấy được những thực phẩm mà chúng ta yêu thích. Hệ thống khay đựng được làm bằng kính chịu lực, có thể chuyển đổi linh hoạt, giúp bỏ được nhiều kích cỡ thực phẩm. Bên hông tủ có hộc đựng trứng, hộc đựng mứt và khay chứa bình nước, bình sữa khổng lồ. Ngoài ra thì còn có bảng điều khiển Multi Control, giúp điều chỉnh nhiệt độ từng ngăn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với điểm cộng đặc biệt của chiếc tủ lạnh Panasonic 322 lít này. Đó chính là ngăn cấp đông mềm siêu lớn ở đây. Sẽ có nhiều bạn hỏi là tại sao chiếc ngăn này lại đặc biệt. Cổng Tú sẽ ví dụ cho các bạn nha. Khi mà các bạn cho thịt cá hay là cua ghẹ vào trong ngăn đá, khi nấu thì chúng ta phải rã đông rất là lâu. Và thực phẩm khi mà rã đông thì nó sẽ bị bở và không còn vị ngon nữa. Chiếc ngăn cấp đông mềm này thì có nhiệt độ là âm 3 độ C, cho nên khi mà chúng ta cho thịt cá vào thì nó sẽ được áo một lớp tuyết bên ngoài, còn bên trong thì thực phẩm vẫn mềm, cho nên là chúng ta không cần phải rã đông. Chính vì vậy mà thực phẩm sẽ không bị đổi vị hay là biến chất. Với ngăn cấp đông mềm thực phẩm trước đây thì thời gian để cấp đông mềm thực phẩm là 120 phút, nhưng mà trong chiếc tủ lạnh này là công nghệ cấp đông mềm Frame Fresh Plus mới, cho nên là các bạn chỉ cần nhấn vào nút kích hoạt ở bảng điều khiển phía bên thành của tủ lạnh thì thực phẩm sẽ được áo một lớp tuyết chỉ trong vòng 30 phút. Trong ngăn này thì chúng ta còn có một khay phụ giúp chúng ta phân loại các thực phẩm, và ở đây thì chúng ta còn có một khay nhôm. Khay nhôm này thì sẽ truyền nhiệt rất là nhanh, cho nên là các bạn có mua thực phẩm về thì các bạn có thể bỏ thực phẩm trực tiếp lên trên chiếc khay này mà không cần những cái màng bọc thực phẩm hay là những miếng xốp như thế này nữa. Và các bạn có để ý không ạ? Ở đây ngăn cấp đông mềm của chúng ta rất là lớn và lớn hơn cả ngăn đựng rau củ quả, cho nên là các bạn có thể đựng thực phẩm cho cả tuần luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá ngăn đá nhé. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta có một hộp làm đá rời rất là lớn ở đây. Tiếp theo là khay đựng thực phẩm bằng thủy tinh. Ở đây thì chúng ta có cả hai khay đựng được làm bằng kính chịu lực. Và phía dưới này đó là hộc đựng thực phẩm đông lạnh để ngăn những cái mùi lẫn lên trên đá hay là lẫn lên trên những thực phẩm mà chúng ta để ở phía trên này. Các bạn sẽ không còn lo việc chất nhiều đồ ăn lên nhau rồi đổ ra ngoài khi mở ngăn đá. Để có thể bảo quản thực phẩm một cách tốt nhất thì chúng ta có công nghệ làm lạnh Panorama và công nghệ kháng khuẩn khử mùi AgroClean. Hơi lạnh sẽ lan tỏa khắp tủ lạnh theo các khe dẫn khí lạnh ở phía bên trong này, kết hợp với công nghệ AgroClean sẽ hạn chế được vi khuẩn và mùi hôi từ thực phẩm. Bây giờ thì chúng ta cùng xem lại những ưu điểm của chiếc tủ lạnh này nhé. Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NRBC369QKV2. Thiết kế ngăn lạnh trên thân thiện với người dùng, tiết kiệm điện, làm lạnh ổn định. Hệ thống khử mùi tinh thể bạc, ngăn đông mềm Frame Fresh Plus, bảo quản thịt cá không cần rã đông.
Và hiện tại thì chiếc tủ lạnh này đang được bán tại Điện Máy Xanh với mức giá là 13 triệu 390 ngàn đồng cùng với chương trình trả góp hấp dẫn. Và nếu như mà các bạn cảm thấy thích thì các bạn có thể gọi đến số hotline 1800 1061 hoặc là truy cập vào website www.dienmayxanh.com để được đặt hàng và giao hàng miễn phí tận nơi. Và các bạn cũng đừng quên like video và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh để theo dõi các thông tin về các sản phẩm mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!